Để đảm bảo an toàn khi bốc dỡ hàng hoặc tháo dây đai cuộn thép thì phải chuyển các cuộn thép đến khu vực quy định. Nghiêm cấm đặt cuộn thép mỏng trực tiếp trên mặt đất, mà phải được cố định bằng giá kệ. Hãy mặc các thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, giày, mũ và sử dụng đúng công cụ làm việc. Đứng sang một bên để thực hiện hành động cắt. Tuyệt đối nghiêm cấm đứng ở vị trí hàng hóa có thể bị đổ hoặc lăn.工作前必须扎紧袖口，束紧衣襟，戴好防护眼镜，严禁戴手套操作。开机前按规定润滑机床，检查各手柄是否到位，并开慢车试运转5分钟，确认一切正常方能操作。开车后精神一定要集中，以免机器运动部位绞伤和铁屑等物体飞溅。机器运转中不准接触运动工件。 刀具和传动部件，严禁隔着机床传动部分传递或拿取工具等，禁止使用锉刀、刮刀、纱布打光工件，不准在机床设备运转时离开工作岗位，因故离开时必须停车并切断电源。 下班了，老陈。 后面那个新来的是你徒弟？嗯，哎，这个挺好玩啊。对新进场员工进行岗位安全风险培训和岗前培训，危险岗位场所未经允许严禁入内，机械设备设施的旋转部件加强防护。 张贴警示告知标识和警戒线，防止误入误动造成事故。发现违章行为，要及时制止。